đúng rồi, anh xuất sắc rồi, chuyện này đúng đó. Anh Lê tên là dạ, anh Lê chờ giao hàng để làm cái gì nha. Anh Lê cũng lại mời đây có rồi, Tú hy vọng là chờ anh sẽ trúng số. Và cũng hy vọng nữa là niềm tin của anh cũng như là niềm tin của tất cả mọi người đặt cho cái tuyển thủ sẽ được hồi đáp một cái xứng đáng bởi những tỷ số mà mọi người đã rất là mong đợi, đúng không anh? Dạ, dạ. Dạ rồi, rất là cảm ơn anh Tùng vì đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với ca khúc mà anh Tùng đã yêu cầu trong chương trình này. Đó chính là ca khúc Việt Nam Tiến Lên. Nhưng mà trước hết, Ngô Quý rất là mong muốn quý vị khán giả cần phải lưu ý một vài điểm nút giao thông. Đó chính là khu vực xa lộ Hà Nội, đoạn từ cầu Rạch Chiếc quận 2 đến ngã tư MK quận 9. Vị khán giả có số điện thoại cuối là 0387 đã cho biết xe đông, các phương tiện sẽ phải dài di chuyển rất chậm và khó khăn. Vị khán giả có số điện thoại cuối là 7557 cho biết đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Phạm Hoa Thám quận Tân Bình cũng đang trong tình trạng xe đông, di chuyển rất chậm và khó khăn. Còn bây giờ xin mời tất cả mọi người, chúng ta sẽ cùng thủ U23 Việt Nam cùng với các... Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vừa rồi thì chúng ta đã cùng đến với ca khúc Việt Nam Tiến Lên. Và còn ngay bây giờ thì trong những giây phút cuối cùng của chương trình buổi trưa ngày hôm nay, Quang Quý xin phép được chia sẻ một vài thông tin giao thông. Ở khu vực Hà Nội, đội cảnh sát giao thông số 1 cho biết các tuyến phố Phạm Ngũ Lão, Tràng Tiền, Ngô Quyền và các tuyến phố bao quanh nhà hát lớn đang cấm tất cả các phương tiện xe ô tô di chuyển vào. Người tham gia giao thông cần phải lưu ý. Xin được phép nhắc lại, các tuyến phố Phạm Ngũ Lão, Tràng Tiền, Ngô Quyền và các tuyến phố bao quanh nhà hát lớn đang cấm tất cả các phương tiện xe ô tô di chuyển vào. Người tham gia giao thông cần lưu ý. Thính giả cho biết nguyên nhân cũng chuẩn bị phục vụ đường hoa nguyễn huệ và lễ hội đường sắt tết mậu tuất 2018, sở giao thông vận tải thông báo như sau: cấm tất cả các loại xe lưu thông vào đường nguyễn huệ đoạn từ đường lê thánh tôn đến đường tôn đức thắng quận 1 trong khoảng thời gian là từ 13 giờ đến 23 giờ ngày 27 tháng 1 năm 2018. Lộ trình thay thế cụ thể đối với đường lê thánh tôn đến đường tôn đức thắng, chúng ta di chuyển từ đường lê thánh tôn sang đường đồng khởi sang đường tôn đức thắng, hoặc là từ đường lê thánh tôn đến nam kỳ khởi nghĩa qua đường hàm nghi đổi rẽ đến đường tôn đức thắng. Còn đối với hướng từ đường tôn đức thắng đến đường lê thánh tôn, chúng ta di chuyển từ tôn đức thắng đến đường hàm nghi qua đường Baxter đổi rẽ sang đường lê thánh tôn, hoặc là di chuyển từ đường tôn đức thắng sang khu trường mỹ linh đi qua hai bà trưng và từ đó chúng ta đi ra lê thánh tôn. Và chúng ta cần phải lưu ý là người điều khiển phương tiện ở qua khu vực trên cần chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng giao thông hoặc là theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông trên đường. Quý vị, chúng ta cần phải lưu ý về thông tin này. Còn bây giờ thì đại lượng dành cho chương trình trên mọi nẻo đường buổi trưa ngày hôm nay cũng đã khép lại. Rất là cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng với chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng để chiều nay, nếu mà quý vị thính giả nào mà chúng ta đang ở trên xe và không thể nào xem TV được, thì hãy nhớ có điện từ số FM 91MHz kênh VOV Giao thông Quốc gia, cũng như là FM 90MHz kênh VOV. Chúng tôi sẽ từng trực tiếp trận đấu bóng đá giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan ngay trên sóng nha. Còn bây giờ thì xin phép được chia sẻ một câu đối tiếp theo, đó chính là tỉnh nào có điện chạy kề ngay bên. Hãy nhớ nha, và lần sau kết nối cùng với con Thủy trong chất vời nếu đường. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức, mà còn là những cung đường cùng miền đất thắng dũng đắp đầy kỷ niệm cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời chuyện nghề. Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên,
trên mọi nẻo đường. Với sự tài trợ của showroom thiết bị nội thất Hồng Quý. Mở đầu là phần tin trong nước, cần có cơ quan quản lý chuyên biệt và cơ sở dữ liệu về bản kê khai tài sản thu nhập của cán bộ công chức viên chức. Đó là đề xuất của ông Nguyễn Chí Công, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý Khoa học, Tòa án Nhân dân tối cao tại buổi tọa đàm chuyên sâu về một số vấn đề lớn của dự án luật phòng chống tham nhũng sửa đổi do Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức mới đây. Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các ngân hàng triển khai xử lý nợ xấu trong toàn hệ thống, đặc biệt với các khoản nợ xấu lớn, các ngân hàng phải đánh giá xem tài sản đảm bảo cho các khoản vay này có khả năng thu hồi hay không, nguyên nhân khó khăn vướng mắc trong quá trình thu hồi nợ xấu, trên cơ sở đó có các giải pháp hiệu quả nhằm xử lý thu hồi. Chủ nhật đỏ 2018 dù đến đầu tháng 2 năm 2018 mới kết thúc, nhưng tới nay tổng lượng máu hiến tặng đã lên tới hơn 40.000 đơn vị, cơ bản đủ cho nhu cầu chữa bệnh từ nay đến hết Tết Nguyên Đán, chưa một số nhóm máu hiếm. Nhờ đó hàng vạn người bệnh được tiếp thêm niềm tin, năng lượng để phục hồi hoặc được cứu sống. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính về việc thu thuế đối với các hãng taxi công nghệ như Uber, Grab. Theo đó, Hà Nội đề nghị Bộ Tài chính cần có văn bản quy định hướng dẫn cụ thể các doanh nghiệp taxi công nghệ hoạt động trên địa bàn về trách nhiệm nộp thuế cho thành phố Hà Nội, kể cả trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Để đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa các tình huống lợi dụng việc cổ vũ bóng đá để gây rối kích động đua xe trước và sau trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan, vào chiều nay Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai toàn bộ quân số tăng cường tuần tra kiểm soát trên nhiều tuyến đường. Ngay từ đêm qua, nhiều trường hợp vi phạm đã bị xử lý. Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa yêu cầu tất cả các đơn vị đảm bảo điện phục vụ nhân dân cả nước theo dõi trận chung kết U23 châu Á giữa Việt Nam và Uzbekistan vào 3 giờ chiều nay. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng yêu cầu tất cả các đơn vị không thực hiện các công tác dẫn đến ngừng hoặc giảm cung cấp điện trong thời gian diễn ra chung kết. Tin thế giới, Nhật Bản và Pháp hôm qua tổ chức đối thoại giữa các ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng hai nước, hay còn gọi là đối thoại 2+2 tại Tokyo, Nhật Bản, nhất trí tăng cường quan hệ an ninh song phương cũng như giải quyết mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã có bài phát biểu với thông điệp nước Mỹ trên hết tại diễn đàn kinh tế thế giới Davos, Thụy Sĩ. Ông Trump nhấn mạnh nước Mỹ sẽ không lạc ngơ trước những hoạt động thương mại không công bằng. Chính phủ Tây Ban Nha hôm qua đã quyết định yêu cầu tòa án hiến pháp nước này ngăn chặn cựu thủ hiến vùng Catalonia Carles Puigdemont một lần nữa trở thành người đứng đầu chính quyền khu vực. Trước đó, ngày 22 tháng 1, ông Puigdemont đã được chỉ định là cựu thủ hiến duy nhất cho chức thủ hiến Catalonia. Hôm qua, ngày đầu tiên của vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Cộng hòa Séc 2018 đã có gần 50% trong tổng số 8,3 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu. Kết quả này cao hơn so với ngày đầu tiên của vòng 1 vào 12 và 13 tháng 1, chỉ có 40% số cử tri đi bỏ phiếu. Phe đối lập Syria sẽ không tham dự hội nghị hòa bình do Nga tổ chức tại Sochi, Nga vào tuần tới. Phe đối lập Syria cho rằng hội nghị Sochi là nhằm làm suy yếu các nỗ lực của Liên Hợp Quốc trong việc làm trung gian trong một thỏa thuận hòa bình. Theo hãng tin AFP của Pháp, lực lượng chức năng đang tìm kiếm một chiếc tàu chở 50 người bị mất tích hơn một tuần nay tại khu vực quần đảo Kiribati ở Thái Bình Dương. AFP cho biết lực lượng cứu hộ New Zealand đã được huy động hỗ trợ tìm kiếm chiếc tàu mất tích. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe bản tin trên kênh VOV Giao thông. Chương trình này. Lộ trình thích hợp, tránh cảm rủi ro,